tiếp tục về cho các bác một siêu phẩm nha. Lasati 2L10, tên tư nhân biển Hà Nội. Con này là lên form mới, máy mới rồi các bác nhé. Đèn bi xe lông này rất chi là sáng luôn, đèn siêu sáng led con nhé, xe lông nhé, lốp mới thay 4 quả, con dáng này trắng đét đẹp luôn. Các bạn nhìn thì nó sơn này, dáng form rất căng luôn nhé, các đường led nguyên bản của nó còn nguyên nhé, ba bộ lê cùng lốp còn zin luôn các bác nhé, form rất căng này, lốp sơn rất bóng luôn. Đèn đó mới tinh, đèn vẫn nguyên bản, đèn theo xe nhé, đã lên Chevrolet dấu cộng rồi, form căng lắm, xe đẹp, vỏ mỏng teng các bác nhé, ba bô lê của lốp còn nguyên zin luôn, lốp thì mới thay 4 quả, khám đến tháng 9 năm 2025, 2024, tên tư nhân biển Hà Nội. Form dáng rất căng luôn, xe cực kỳ đẹp, nội thất để kính quang là zin hết này các bạn, kính thất xe nguyên bản nhá, nội thất nguyên bản, con ốc đường keo của nó là nguyên hết, ốc nhái là trắng tinh hết luôn, nội thất rất đẹp luôn, nội thất lỉ nguyên luôn đấy, các bạn nhìn từ những con ốc miệng khóa này còn rất chi là sáng này, trần này trần sáng choang luôn, đèn là màn hình OLED. Thật đẹp. Con này đã độ hết gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe nhá, đầy đủ hết, về sẵn dùng thôi ạ. Zin đét luôn, ốc nhái sáng choang, nguyên bản theo xe, từ những vách lỉ này còn nguyên hết. Đấy, chiếc xe rất giữ gìn luôn nhá, chủ xe rất giữ gìn luôn nhá. Đấy, từ đằng sau này lỉ nước còn trắng hết này, các bạn nhìn lỉ trần nó trắng bao luôn. Thật này rất đẹp, màn OLED đầy đủ hết, thất cũng còn ok, tương đối là quá là đẹp nhé. Lên Chevrolet thì những tem khoa chế em là còn nguyên, ốc nhái zin hết luôn, rất mới luôn nhá, chiếc xe rất giữ gìn luôn, đời 2010, với cửa tiền chỉ có nhô 100 một chút thôi. Đó, các bác đã sở hữu ngay một chiếc Lasati 2010. Đấy, từ những ốp bậc lên xuống này đã ốp hết lẹp, đầy đủ hết rồi, nguyên zin luôn, ốp nhái rất đẹp luôn, nội thất này các bạn nhìn vô lăng của số rất mới luôn. Đấy, ghế thì có bên kia là hơi sầm sầm một tí, với cửa tiền thì có nhô 100 thôi, một sự lựa chọn rất chi là ngon lành. Còn dáng em này không thể chê được luôn, máy móc đi như Camry luôn, máy đi cực êm luôn, còn dáng sơn si căng đét đẹp đẹp. Rửa tiền chỉ có hơn 100 triệu, các bác làm vào thậm chí được ra luôn nha.